Với cái tình hình thực tế năm nay so với những cái năm trước thì mình có thể mình đặt cái giả thiết ha. Năm nay thì rõ ràng là vào mùa hè năm nay là ngay cái đỉnh cao của cái dịch bệnh Covid đó. Thì mình biết rồi, cái dịch bệnh Covid thì nó gây ra hai cái ảnh hưởng lớn. Cái ảnh hưởng thứ nhất đó là nó ảnh hưởng lên kinh tế xã hội. Cái ảnh hưởng thứ hai là ảnh hưởng trực tiếp lên cái sức khỏe của người bị nhiễm đó. Thì cái vai trò mà nó ảnh hưởng lên kinh tế xã hội, nó sẽ gây ra cái áp lực, cái stress, cái căng thẳng, cái lo lắng mà nó gián tiếp thông qua những cái cơ chế khác, nó làm cho thay đổi huyết áp, rồi làm cho thay đổi đường huyết vân vân, rồi chính những cái chuyện đó nó làm cho những cái bệnh nền nó không ổn định, nó làm tăng cái tỷ lệ tai biến lên. Cái giả thiết kế tiếp á, stress, căng thẳng, lo lắng như vậy đó, thì nó một số người đó, người ta sẽ ảnh hưởng lên thói quen. Ví dụ như người ta sẽ sử dụng những cái thuốc lá hoặc bia rượu nhiều hơn để cho bớt lo lắng, bớt căng thẳng. Cái kinh nghiệm cá nhân của bác sĩ thấy là trong cái mùa dịch Covid, không những năm nay mà năm trước khi mà bắt đầu mới bắt đầu cái dịch Covid đều cho thấy cái tỷ lệ mà bệnh nhân bị rối loạn lo âu mà nó nặng lên lại nó đều nhiều hơn. Tức là những cái bệnh nhân đang ổn định, đang bị rối loạn lo âu, đang ổn định, đang kiểm soát tốt, tự nhiên nó xấu lên, cái cơn lo âu, cái cơn hoảng loạn nó nhiều hơn, khiến người ta phải nhập viện. Cho nên chính cái điều đó nó cũng làm thay đổi cái thói quen của họ. Và khi mà nó thay đổi thói quen thì nó bao gồm những cái thói quen về dùng thuốc, những cái thói quen về sinh hoạt, thì người ta sẽ dùng nhiều những cái chất mà nó giúp cho người ta bớt căng thẳng hơn, đặc biệt là những cái chất gây nghiện, trong đó là có rượu bia, thuốc lá, nhất là thuốc lá sẽ dùng nhiều hơn, tại vì thuốc lá nó làm cho người ta cảm thấy êm dịu, nó rất là có hại, nó không có tốt, thuốc lá. Chính những cái chuyện đó nó sẽ làm cho nguy cơ đột quỵ tăng lên và người ta dễ bị đột quỵ hơn. Gần đây khi mà bắt đầu có cái dịch bệnh này, người ta nghiên cứu đã thấy rõ ràng là cái tỷ lệ mà bị cái biến cố về tim mạch, về mạch máu não, về máu tim này kia đó nó nhiều hơn ở những cái bệnh nhân mà bị nhiễm Covid. Thì sau đó thì người ta kết luận được là cái bệnh nhiễm Covid này nó làm tăng cái khả năng tạo cục máu đông lên, và nếu mà nó tăng cái khả năng tạo cục máu đông thì như vậy là nó sẽ tăng cái khả năng bị tai biến đột quỵ về tim, về não. Cho nên là riêng những cái bệnh nhân mà bị nhiễm Covid cũng có nguy cơ cao. Cho nên là có thể năm nay mình thấy cái hiện tượng đó nó có khả năng nó liên quan đến cái những cái giả thuyết như vậy, tức là do bản thân virus, do những người bị nhiễm virus tăng cái nguy cơ bị tạo huyết khối lên, trong đó là huyết khối lên não, huyết khối vô tim vân vân, những chỗ khác. Cái thứ hai là nó ảnh hưởng đến những cái yếu tố khác liên quan đến kinh tế, liên quan đến xã hội, từ đó nó tác động lên cái thói quen, nó tác động lên hành vi vân vân, và những cái đó nó làm tăng cái tỷ lệ của đột quỵ lên. Như vậy thì để phòng ngừa mình sao? Thì mình biết là nó có những cái tác động đó, rồi mình xử lý nó thôi. Tức là sao, mình sẽ vẫn cố gắng duy trì thói quen tốt ha, bỏ những cái thói quen xấu. Nếu mà có trục trặc, áp lực, lo lắng, stress quá, căng thẳng quá thì mình đi khám bệnh để được xử lý cái loại lo âu đó ha. Rồi nếu mình có những cái bệnh nền mà dễ gây tai biến, ví dụ huyết áp, ví dụ tim mạch, ví dụ tiểu đường, thì mình vẫn phải theo dõi sát, vẫn phải theo dõi đều đặn, vẫn phải uống thuốc sát và vẫn phải kiểm tra định kỳ ha. Thì nó có một cái khó khăn là trong cái giai đoạn này thì người ta hạn chế đi lại, nhưng mà cũng may mắn thì mình có những cái máy móc ở nhà để mình có thể tự theo dõi được, và mình trong trường hợp ổn định mình tự theo dõi được, và mình liên lạc bác sĩ sẽ hướng dẫn thêm cho mình. Ví dụ huyết áp mình có thể tự đo huyết áp ở nhà được, đường huyết thì mình có những cái máy thử đường huyết bấm ở ngón tay, mình có thể tự theo dõi ở nhà được. Và khi nó có những cái trục trặc, có những con số mà ngoài tầm kiểm soát thì mình liên lạc bác sĩ, lúc đó bác sĩ sẽ hướng dẫn mình đi khám lại, hoặc là vẫn đang có những quy trình phù hợp để kiểm soát cho nó tốt lại. Còn trong trường hợp mà khi mà mình có những cái bệnh nền đó, mình theo dõi nó vẫn đang ổn định thì nó vẫn tốt ha, thì nó vẫn có nguy cơ đột quỵ tai biến thấp chứ không có cao. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của VinMec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.